Ok, mọi người lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với con game Farmme nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với ạc đầu tiên thôi nè.
trong trong loa ấy chứ. Cái là trong máy. Ok. Ok được, ngã ba chợ ấy đây nè. Giờ cầm lệ á. Chết bỏ cái ăn chết bỏ thôi chứ mình hẹn gì. Em á, ok mọi người, để mình quay lại mình thu sau nhé, qua ạc khác thôi nè. Thank you.
rồi mô. Tao ra tao ra được 2 bữa rồi đó. Không tính. Lý do. Hôm qua lượm cái đầu hàng đoàn luôn. Hả? Điên thằng nói giỡn giỡn á cha. Ủa Quốc bao giờ điên rồi? Mình đập 40 đá nữa ra mọi người. Hả? Thấy 5 số trái thì sao? Có, gì đó? Có. Không ham. Không ham. Không ham lắm, ở nhà ngủ khỏe, nhà nghỉ sướng hơn. Hồi lâu thích đi lắm nghe mà giờ rồi mà. Ý là hồi mới ra thích đi rồi lắm nghe mà giờ không thích đâu hết. Đi ba đi đồ đi ấy bứt đồ đó ra không đi nha. Tivi đi đồ đi hết rồi nè. Ừ. Không, ý nói chung là hồi đi hay đi cái gì? Cái quán bắp gì hà, Golden Bay đồ nè, bên ấy đó. Với tivi đi đồ rồi đó, nói chung là đi một hai lần. Tivi ở đường gì ta? Đường điên à. Ta đi đâu quên mẹ tên. Ý là đi một hai lần cho biết thôi, không đi một hai lần đi bay luôn rồi. Đất con là tao coi lại quên mẹ đường rồi. TV club chứ chị. Bây giờ nó có đổi tên không ta, hồi là lâu rồi. Hồi nói chung cái hồi mới ra học á, hồi mới ra học rồi cứ hả? Mới ra học là TV TV ai biết nữa.
Đâu ta? TV xuống đây cái gì? Mô ta hồi nhớ lâu lắm rồi không biết nhớ. Hai tháng chín mô mình 2 tháng 9 ra nội phải 2 tháng 9. Bên gần cái sân chi lăng gì thì đúng không? Mấy cãi ghê. Mấy năm trước là tao không nhớ, là tao không có ham mấy cái nữa, để thôi. Ba bức đồ có khỉ chi mô mà.
Thank you.
cần thêm trứng nhé. Mình đập 60 đá thì mình cần 120 năng lượng nữa đấy. Mình phải cần trứng không mà trứng năng lượng rồi. Mình vừa hoàn thành nhiệm vụ 20 đá rồi mà giờ mình sẽ còn 40 đá nữa, tiếp tục cắn trứng rồi nữa. Đập đá xong rồi mọi người.